Về cho chú nghe. À dạ, mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ thương con không? Hương, Dạ. mẹ thương con nhiều, con cố Dạ. gắng nghe Dạ. lời mẹ, Dạ. rồi thương các con, tụi Dạ. con nó là phải là đi điều trị cho lành Dạ. lên. Chị ơi, bây Dạ. giờ chị gán là ở trong nhà, tối là mình không có cởi đồ Dạ. đi ra đường nữa nha. Dạ. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em lên clip này cũng mong ông bà cô chú anh chị cho em một cái ý kiến để lại bình luận ở bên dưới video. Thì cũng như cô chú anh chị cũng biết, em có chia sẻ một clip về cuộc sống của chị Bình bị trầm cảm, đang sống cùng mẹ và chị gái trong căn phòng trọ. Hôm bữa thì em chỉ chia sẻ được một clip duy nhất. Và clip thứ hai thì em xuống thì em mới biết tin là mẹ của chị Bình nói là chị Bình hiện tại là được công an hỗ trợ đi trị bệnh rồi. Nên là em cũng xuống em trao 11 triệu mấy trăm ngàn của Mạnh Thường Quân. Cũng như đó là gửi gắm cho mẹ của chị Bình để nuôi mấy đứa nhỏ. Nhưng mà vài hôm sau thì em cũng điện thoại lại vì em không biết là bên đó là công an có đưa giúp chị Bình đi trị bệnh hay không. Nếu mà được thì em sẽ vào thăm để em quay một clip nữa em chia sẻ cho ông bà biết, ông bà cũng an tâm hơn. Mấy ngày hôm sau thì em gọi lại thì mới gặp được chị gái của chị Bình. Thì chị gái nói là chị Bình hiện tại là công an đưa về nhà rồi, công an không có nhận nữa. Thì em mới nói là vậy thôi, chị ở nhà để cho chị Bình uống thuốc đi. Rồi chị gái nói là thuốc thì chị Bình không uống, chị Bình nói là không có bệnh. Rồi em mới nói là vậy thôi, để ngày mai em xuống em sẽ dụ chị Bình uống thuốc cho coi sao. Thì sáng ngày hôm sau thì em trước khi xuống thì em cũng gọi điện thoại lại để em thông báo là em xuống. Nhưng mà gọi lại thì chị gái của chị Bình nói là hiện tại là chị Bình bỏ nhà đi lúc đêm hôm rồi, chưa có về. Mẹ thì nằm trong bệnh viện, không biết là bị bệnh gì đó, nằm trong bệnh viện. Thì cô cũng có nghe máy. Rồi em mới nói là bây giờ là chị cho em cái địa chỉ mới của chị đi, để em tìm được chị Bình thì em sẽ chở chị Bình về, hoặc là em nhờ những cô chú anh chị có theo dõi thì biết chị Bình thì chở về. Thì chị gái nói là hiện tại là chị không có biết địa chỉ. Thì em mới nói là không ấy, thì vài hôm nữa thì chị về thì chị cho em cái địa chỉ đi. Chị nói ừ. Nhưng mà vài hôm em điện thoại mẹ chị ấy thì mẹ không nghe máy. Rồi em điện thoại chị gái ấy thì cũng không nghe máy, em nhắn tin rất là nhiều lần cũng không trả lời. Rồi mấy ngày sau thì em nhắn tin nữa thì chị gái cũng trả lời. Rồi em mới nói là bây giờ chị cho em cái địa chỉ đi để em tìm chị Bình rồi em chở về giùm cho, rồi em sẽ tìm cách giúp cho chị Bình đi điều trị bệnh. Tại vì em cũng biết cái phương hướng để mà giúp chị Bình đi vào đó được. Rồi em lúc đó thì chị gái nói là bây giờ phải đi ra hỏi chủ nhà trước cái đã. Nhưng mà clip đầu tiên thì em trao 3 triệu để giúp cho chị Bình mướn được một cái phòng trọ cho chị Bình ở. Nhưng mà sao lại mướn cái phòng trọ mà bây giờ nó là không cho chị Bình ở được. Rồi cũng không cho em cái địa chỉ luôn. Rồi tối đêm đó thì có một cô có gọi điện thoại cho em nói là Nghĩa ơi, cô thấy là chị Bình đi ngang rồi cô có kêu vô là cho đi ăn hủ tiếu hay là bún riêu gì đó, em không nhớ rõ. Rồi cô đó hỏi là chị Bình đi đâu, chị Bình nói là con đi tìm việc làm nhưng mà không có việc, không ai nhận hết. Rồi cô cũng cho chị Bình ăn hủ tiếu. Xong rồi bây giờ con muốn đi đâu, cô bắt xe cho con về. Thì chị Bình nói là con về bến xe Miền Đông. Thì lúc đó là em mới điện thoại chị gái của chị Bình. Em nói là chị hiện tại là khán giả có theo dõi clip được, bây giờ là biết chị Bình đang ở chỗ đó, có số điện thoại, chị cho em cái địa chỉ đi để em kêu Grab trở về luôn cho. Mà chị đó cũng không có cho em nữa, em nhắn tin rất là nhiều lần, em còn tin nhắn rất là nhiều luôn á, mà chị đó không cho. Chị nói nhưng mà cuối cùng là không có nhắn tin gì hết. Ngày hôm trước nữa thì em có gặp một cô đó có xem clip em á, cô gọi em, cô nói là hiện tại là chị Bình đang ở quán karaoke của cô nè. Chị Bình kể là hiện tại là mẹ và chị gái không có cho về nên là về không được. Tại vì tối đêm đó là cô đó có bắt xe về phòng trọ cũ.
nhưng mà chỉ gặp cháu ở đó thôi, nhưng mà mẹ và chị gái không có ở đó. Thế là chị Bình lại đi lang thang tiếp. Em thì cũng không thể nào giúp giữ lại chị Bình được, tại vì chị Bình là con gái, em không thể nào giữ lại được. Thật sự là em cũng khó hiểu. Em cũng lên clip này để cho mẹ của chị Bình cũng như chị gái suy nghĩ lại. Tại vì cũng là em gái mình, cũng là con gái của mình. Nhưng mà tại sao khi mà Mạnh Hồng Quân cho số tiền đó để mà mướn phòng cho chị Bình ở, mà bây giờ em là người giúp đỡ mà em nhắn tin xin địa chỉ tới mười mấy lần, mà suốt 7 8 ngày nay mà không cho em địa chỉ, chỉ mà cuối cùng là lơ không cho em. Mà hôm bữa là em nghe chị Bình nói là mẹ không có thương, với một cô nói là lúc mà chị Bình còn khỏe, chị Bình ở quán karaoke này á, là cứ mỗi lần tới lương á là mẹ lại lên lấy. Mà nguyên nhân chị Bình bị bệnh là trước đó là chị Bình phục vụ quán karaoke rồi có sử dụng đá, rồi về năm sau thì chị Bình bị vậy. Cái đó là lời của cô chủ quán karaoke nói vậy, em cũng chia sẻ lại. Nhưng mà em đang thắc mắc ở một vấn đề là tại sao khi mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tiền chị Bình đi mua phòng trọ nè, mà chị Bình thất lạc mấy ngày nay, mà em tìm được, mà em gọi chị gái á, xin địa chỉ mà mà không cho. Rồi cuối cùng là chị gái của chị Bình nói là bây giờ đi qua nhà của bà chị nào bên bển đó rồi. Tại vì em có lên điện thoại thông báo là hiện tại là chị Bình đi đâu qua bến xe Miền Đông á, thì em mới nhắn tin chị, mới gọi chị gái của chị Bình, cái chị mà đeo chân bột á, chị đó nói là hiện tại là qua nhà của chị gái ở rồi. Chị gái nào em cũng không biết nữa, nhưng mà em thắc mắc vấn đề đến đây là tại sao mà em là người giúp đỡ, em xin địa chỉ để em đưa chị Bình về không chịu cho em. Nên là em cũng thông báo với ông bà là hoàn cảnh của chị Bình thì em cũng không có thể nào can thiệp vào giúp được nữa. Em cũng xin chân thành cảm ơn ông bà. Em cũng còn giữ lại được một số tiền là khoảng 1 triệu mấy trăm ngàn gì đó của mấy cô chú chị san sẻ giúp đỡ cho chị Bình. Nhưng mà giờ thì gia đình không có hợp tác. Thứ hai nữa là em thấy là rất là lơ là với chị Bình luôn. Thật sự là em rất là thương chị Bình, cũng muốn gặp chị Bình, rồi chị Bình ở nhà của mẹ chị Bình, nhà mà có Mạnh Hồng Quân cho tiền mướn phòng trọ, cho tiền mướn phòng trọ đã rồi, bây giờ chị Bình không được ở, thật sự em rất là buồn. Và em cũng không biết là mẹ chị Bình và chị gái sẽ nghĩ sao, tiền của Mạnh Hồng Quân giúp cho chị Bình mướn phòng trọ mà không có cho chị Bình ở nữa. Em xin địa chỉ rất lâu rồi đó, nhưng mà không cho là không cho, nó nhưng mà cuối cùng không cho, nó là lý do là chị Bình là đi mất tích rồi. Rồi lý do là bây giờ không biết chủ nhà trọ có cho mướn hay không. Hôm bữa là em có nói rõ là bây giờ lấy cái tiền đó mướn phòng trọ cách biệt là không có ai thì mình mướn mình ở được. Nhưng mà vấn đề là em xin địa chỉ không cho, thật sự em rất là buồn. Clip này là clip cuối cùng em chia sẻ về chị Bình. Em cũng mong là chị Bình được Mạnh Thường Quân nào đó biết tới chị, giúp đỡ cho chị đi trị bệnh, hoặc là cũng mong là các cơ quan nhà nước mình á, ở thành phố á, có thấy chị Bình vậy thì giúp chị Bình đi trị bệnh đi à. Tại vì bây giờ em thấy là gia đình thì hiện cũng hơi là lơ, chắc có lẽ là chị Bình bệnh nặng quá rồi, bây giờ cô cũng sợ, chị cũng sợ. Nhưng mà vậy không được, tại vì mình cũng nhận tiền Mạnh Thường Quân rồi, em đã hứa là bây giờ cho địa chỉ đi, giữ chị Bình ở lại, rồi em tìm cách em giúp cho mà không chịu thôi. Rồi em buồn quá, em cũng chặn Zalo luôn, em cũng không muốn nói chuyện nữa, cũng như là kết thúc. Bữa giờ thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi, em cũng không định là lên clip này, nhưng mà không lên đó thì ông bà cô chú chị cũng trông chờ là không biết là tình hình sức khỏe của chị Bình sao. Hiện tại thì chị Bình vẫn lang thang. Bây giờ muốn giúp chị Bình, gia đình phải hợp tác, muốn đưa đi thì gia đình phải ký giấy tờ mới đưa đi được. Nên là em cũng xin phép là bỏ cuộc tại đây ạ. À. Em chúc ông bà cô chú chị mình được nhiều sức khỏe ạ. À.